Chào các con, chúng ta lại gặp nhau trong môn sinh học 8 trên kênh PT Study. Và vẫn là chủ đề trong suốt thời gian qua của chúng ta đó là thần kinh và giác quan. Chủ đề này nó sẽ gồm có những cái phần mà chúng ta đã tìm hiểu. Đó là buổi đầu chúng ta tìm hiểu về khái quát hệ thần kinh. Bước thứ hai chúng ta tìm hiểu về giác quan và cơ quan phân tích, đặc biệt đó là thị giác. Còn hai nội dung đó là phân tích về phản xạ và cũng như cách để chúng ta vệ sinh hệ thần kinh. Thì hai nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi ngày hôm nay. Trước khi sang phần mới thì chúng ta cần có một chút kiến thức nói về ở đây. Đó là chúng ta học ở tiết trước là gì? Cơ thể của chúng ta khi đón nhận những kích thích từ môi trường, nó sẽ hình thành một sung thần kinh đưa về bộ phận phân tích ở trên não bộ của chúng ta. Tuy nhiên rõ ràng ở đây không chỉ phân tích xong rồi để đó mà buộc lòng lúc này não bộ tủy sống sẽ phải xuất hiện một cái xung thần kinh đưa đi đến một cái cơ quan thực hiện, ví dụ như ở đây là cơ bắp. Ta thấy rằng gì, một cái hoạt động mà nhận kích thích sau đó phân tích và hình thành nên một cái hoạt động để đáp trả kích thích đó, thì ở đây chúng ta đã hoàn thiện một phản xạ. Và cơ thể chúng ta thì có rất rất nhiều phản xạ. Như vậy, các phản xạ được nghiên cứu ra sao và người ta sắp xếp nó thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần thứ nhất của bài, đó là phản xạ có điều kiện và không điều kiện. Chúng ta chú ý ở đây mình viết tắt nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ phải phân biệt hai loại này như thế nào, có và không có. Ở đây thầy có một bài tập thì thầy mong chúng ta sẽ dừng lại trong 30 giây để chúng ta xem thử là trong 6 phản xạ này thì bao nhiêu phản xạ mà khi chúng ta vừa sinh ra là chúng ta đã có và bao nhiêu phản xạ mà chúng ta phải cần hình thành qua học tập trải nghiệm. Sau khi chúng ta tìm hiểu xong thì chúng ta hãy xem tiếp, xem thử nhé, coi thử mình làm đúng được bao nhiêu. Ở đây thầy thấy rằng gì, khi tay chạm vào nóng rụt lại, một cái phản xạ này chúng ta hoàn toàn không phải cần phải học. Khi đi dưới trời nóng mồ hôi đổ ra mặt đỏ, phản xạ này chúng ta cũng không cần học bởi vì ai cũng có. Khi thấy đèn đỏ thì dừng ngay vạch trắng. Rõ ràng những người mà chưa được học về luật giao thông hay ở những nơi mà không hề có đèn giao thông thì họ sẽ không biết đến phản xạ này. Thầy lấy ví dụ đơn giản như những người ở Đà Lạt. Đà Lạt là một thành phố mà không có đèn giao thông. Như vậy những người nào mà họ không để ý luật giao thông thì khi họ về những nơi có đèn, ví dụ như về thành phố, thì họ sẽ không biết và lúc đó họ sẽ phải bỡ ngỡ học lại cái quy định này. Vậy rõ ràng đây là phản xạ trải qua học tập. Khi trời lạnh, môi tím, nổi da gà và run. Rõ ràng đây là một phản xạ mà ai cũng có và vừa mới sinh ra đã có. Nghe tin gió mùa đông bắc tràn về, vội vàng lấy áo lạnh khoác thêm vào. Chúng ta ở miền Nam thì thường khí hậu mình là nóng hoặc là ấm, gần như là không có lạnh. Tuy nhiên ở miền Bắc và miền Trung nước ta thì khi mùa gió mùa đông bắc về nó rất lạnh. Nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí ở những nơi núi cao nó có thể đóng băng, có tuyết. Vậy thì những người mà ở vùng này thì họ mới biết rằng gió mùa đông bắc lạnh để lấy áo khoác bận vào. Còn chúng ta ở trong miền Nam mà chúng ta chưa từng ra ngoài những nơi đó thì chúng ta chưa hề biết được là nó lạnh đến mức nào. Như vậy đây là một phản xạ mà đã trải qua học tập. Chẳng dại gì mà chưa lùi với lửa. Rõ ràng đây là một câu mà dành cho những người đã từng bị thương hoặc bị phỏng bởi lửa. Vậy đây là phản xạ mà trải qua học tập trải nghiệm. Như thế chúng ta thấy rằng trong vô vàn phản xạ của cơ thể thì chúng ta thấy có những phản xạ mà bản thân thực hiện một cách vô thức, vừa mới sinh ra đã có và vô thức, ví dụ như tay chạm vào lửa rụt lại. Nhưng lại có những phản xạ mà ví dụ như việc học thì chúng ta cần phải được học tập, cần phải được trải nghiệm và chúng ta ý thức được rằng những cái việc chúng ta đang làm là đúng, sai, nên hay không nên, thì những phản xạ ấy ta gọi đó là phản xạ có điều kiện. Tổng kết vấn đề, phản xạ không điều kiện là phản xạ mới sinh ra đã có, không cần họ học tập. Còn phản xạ có điều kiện tức là phản xạ phải học tập, phải trải nghiệm, phải rèn luyện, phải rút kinh nghiệm. Như vậy thì từ ví dụ này thì hy vọng chúng ta sẽ có thể tự phân biệt được
đâu là có điều kiện và không điều kiện. Phản xạ có điều kiện là trải qua quá trình học tập trải nghiệm. Như vậy nó sẽ hình thành ra sao? Thì những thí nghiệm đầu tiên hình thành nghiên cứu về sự hình thành phản xạ này là do nhà bác học Ivan Pavlov, một nhà sinh lý học người Nga, và ông thực hiện trên đối tượng là chó. Do đó, căn phòng thí nghiệm của ông còn gọi là căn phòng của chó. Vậy thì ông đã nghiên cứu ra sao mà có thể phát hiện được phản xạ có điều kiện, thì chúng ta hãy xem một cái video vui sau. Trong một căn phòng có một chú chó. Chú chó đang ngủ rất ngon lành và nó không có một bất kỳ một cái hoạt động nào khác. Thì lúc này Pavlov đã tiến hành, ông rung chuông, lập tức một phản xạ không điều kiện, đó là gì? Cái vùng thính giác của nó đã hoạt động và nó nghe, nó tỉnh giấc. Sau đó ông cho nó ăn, thì chúng ta thấy lúc này cái vùng ăn uống trên não đã điều khiển một cái phản xạ không điều kiện, đó là tiếng nước bọt. Đây là hai phản xạ hoàn toàn không điều kiện và rất bình thường. Sau đó ông lại tiếp tục liên tục thực hiện rung chuông, sau đó cho ăn, rung chuông cho ăn, rung chuông cho ăn, trải qua nhiều lần. Đấy, ông cứ làm như vậy, cứ rung chuông rồi cho ăn nhiều lần. Sau khi thực hiện đủ lâu thì ông mới bắt đầu có một cái điều chứng minh như sau. Lúc này vẫn như mọi khi rung chuông, rung chuông và không cho ăn, nhưng chú chó vẫn thực hiện phản xạ tiết nước bọt. Tức lúc này phản xạ có điều kiện đã được hình thành. Rồi, chúng ta hãy xem xét ở đây lại nhé. Vấn đề nó như thế này. Đầu tiên, khi chú chó ăn thì rõ ràng cái trung khu ăn uống của nó đã hưng phấn và nó sẽ có một phản xạ, đó là điều khiển tiếng nước bọt, tiết ra nước bọt. Chúng ta thấy. Rồi, phản xạ thứ hai là đây, rung chuông thì cái trung khu thính giác của chó nó hoạt động, nó hưng phấn và nó đưa tai nó nghe. Chúng ta thấy, đây là hai phản xạ hoàn toàn tự nhiên không điều kiện. Sau đó cứ liên tục rung chuông rồi cho ăn, rung chuông rồi cho ăn. Chúng ta thấy hai cái vùng não này gần như nó hoạt động một cách đồng thời. Thì sự hoạt động đồng thời như thế, sung thần kinh giữa hai vùng này nó sẽ lan truyền và dần dần nó đi qua đi lại, hình thành nên một cái đường dẫn nối giữa hai nơi này. Và khi nó hình thành một cách rõ ràng thì sao? Chúng ta thấy rằng chỉ cần một cái phản xạ rung chuông, một cái tác nhân rung chuông ở đây, thì sung thần kinh nó đã theo từ đây nó lan xuống dưới trung khu ăn uống và trung khu ăn uống điều khiển tiết nước bọt mà không cần có thức ăn. Như vậy rõ ràng lúc này một cái kích thích không điều kiện là rung chuông, nó đã xảy ra một cái phản xạ có điều kiện, đó là tiết nước bọt. Chỉ cần rung chuông là chó tiết nước bọt, tức đây là phản xạ có điều kiện đã được hình thành qua quá trình học tập. Vậy thì phản xạ có điều kiện hình thành nhờ sự liên hệ tạm thời. Hoặc là thầy lấy một ví dụ khác, như chúng ta nghe thầy giảng xong rồi chúng ta trả lời trắc nghiệm, chúng ta hình thành, chúng ta nhớ lại và chúng ta trả lời lại, thì đó cũng chính là một phản xạ có điều kiện. Vậy ở đây mình tiếp tục phân tích, đó là gì? Đường liên hệ này nó giống như một con đường mòn. Nếu chúng ta cứ đi liên tục thì nó sẽ luôn luôn rõ ràng. Nhưng chúng ta lâu ngày chúng ta không đi thì cỏ dại nó sẽ mọc, nó sẽ che hết con đường mòn này. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy là gì? Trong thí nghiệm Pavlov, sau khi ông đã hình thành thí nghiệm rồi thì ông vẫn tiếp tục rung chuông mà không cho ăn. Sau đó một thời gian thì chó nó đã trở nên lờn với tác nhân này và nó không còn có cái cảm giác, nó không còn phản xạ chảy nước bọt nữa. Tức là vùng ăn uống của nó đã không được kích thích và cái
đường liên hệ tạm thời nó cũng dần mất đi. Như thế ta hiểu rằng gì? Khi phản xạ không điều kiện mà không được lặp đi lặp lại thì nó sẽ dần mất đi. Ví dụ như tụi con học mà tụi con không được lặp đi lặp lại, không được ôn tập, không được làm bài, thì tất cả những thứ chúng ta học, những kỹ năng chúng ta được rèn luyện thì chúng ta sẽ quên hết. Và điều đó thì không có thầy cô nào muốn. So sánh phản xạ có điều kiện và không điều kiện. Ở đây thì nó sẽ tương đối khó và thầy chỉ phân tích chúng ta những ý chính thôi. Thứ nhất đó là không điều kiện thì bẩm sinh, còn có điều kiện thì hình thành qua học tập. Đây là định nghĩa của nó. Có điều kiện thì dễ mất khi không củng cố. Đây là một điều chúng ta vừa phân tích xong. Nhưng không điều kiện thì sao? Nó gần như nó không bao giờ mất đi, nó bền vững. Và khi nó mất đi thì chúng ta sẽ có cái vấn đề ngay lập tức. Thầy lấy ví dụ đơn giản như chúng ta phản xạ đụng vật nóng, chúng ta rụt tay lại. Nếu chúng ta không có phản xạ đó nữa thì cơ thể chúng ta sẽ bị tổn thương rất lớn bởi vì nhiệt. Không điều kiện thì di truyền, cá thể nào cũng như thế, tức là mang tính chất chủng loại. Nhưng nãy chúng ta phân tích rằng gì, một người mà từng chịu cái lạnh của gió mùa đông bắc thì họ mới biết nó lạnh như thế nào và bận áo để đỡ phải lạnh, thì đó chính là gì, mang tính chất cá nhân hay cá thể. Và dĩ nhiên con của họ cũng không biết nếu như nó không được học, nó không được trải nghiệm, tức là nó không di truyền và mang tính chất cá thể. Phản xạ không điều kiện hình thành từ mới sinh ra và nó có hạn. Cơ thể chúng ta chỉ phản ứng với một số vấn đề chính thôi. Tuy nhiên, không điều kiện thì nó lại không hạn định. Tức là chỉ cần học là chúng ta biết, chỉ cần học chúng ta biết. Do vậy thì cần chú ý rằng ở đây chúng ta cần phải xây dựng những phản xạ có điều kiện cho bản thân chúng ta. Và cuối cùng, chỗ này, kiến thức này hơi khó, nhưng trung ương của phản xạ không điều kiện thì nó nằm ở trụ não tủy sống. Tức đây là những phản xạ không có ý thức mà chúng ta đã học. Còn phản xạ có điều kiện thì nằm ở vỏ não. Tức đây là những phản xạ có ý thức hay là phản xạ mà ý thức điều khiển được. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về phản xạ có và không điều kiện. Vậy là mình đã đi xong về phản xạ có điều kiện. Chúng ta hãy về mình làm cho thầy một cái bài tập nhỏ nhỏ ở nhà như sau, một cái trải nghiệm nhỏ. Đó là hãy tìm đọc câu chuyện chú mèo của Trạng Quỳnh. Sau đó chúng ta hãy phân tích xem thử, đó là chú mèo ấy đã được hình thành những phản xạ nào, có điều kiện nào khi ở với chú và khi ở với Trạng Quỳnh. Và dĩ nhiên giải thích được tại sao chúa lại phải chịu mất mèo. Câu hỏi này thì thầy sẽ để dành giải đáp cho chúng ta sau khi chúng ta gặp lại ở trường nhé. Qua tìm hiểu về phản xạ có điều kiện và không điều kiện thì điều này có lợi gì với chúng ta? Mình có một ví dụ dí dỏm và vui tươi như sau. Những em bé lúc mà vừa mới lớn thì nó sẽ mắc tiểu thì nó đi tiểu ở bất kỳ nơi nào mà nó không cần biết. Tuy nhiên khi lớn dần và được bố mẹ hướng dẫn thì nó đã biết là gì? Đi tiểu đúng nơi quy định, ở trong nhà vệ sinh. Vậy thì mình thấy song song với sự ức chế một cái phản xạ có điều kiện không có lợi, đó là đi tiểu không đúng nơi quy định, thì nó đã hình thành một cái phản xạ có điều kiện có lợi, đó là đi đúng nơi. Ở đây điều này rất có ích cho chúng ta, bởi vì trong cuộc sống thì mình có vô vàn cái phản xạ có điều kiện. Vậy thì chúng ta biết có những phản xạ mà nó không có lợi thì chúng ta sẽ tìm cách ức chế nó, chúng ta không lặp lại nó. Nhưng có những phản xạ có lợi thì mình sẽ tìm cách để nó càng ngày càng khắc sâu trong não của chúng ta. Ví dụ như phản xạ ngủ sớm và dậy sớm, phản xạ học bài và làm bài sau mỗi buổi học, hay đơn giản đó là phản xạ mà chúng ta biết cảm ơn, biết xin lỗi. Đây chính là cái tác dụng của việc học về phản xạ có điều kiện và không điều kiện. Thì hy vọng rằng sau buổi học này thì chúng ta sẽ thực hiện được những điều đó nhé. Như vậy thì mình đã tìm hiểu về toàn bộ về hệ thần kinh. Và chúng ta biết rằng gì? Hệ thần kinh của chúng ta nó cũng có thể gì bị tổn thương bởi những cái tác nhân như thiếu ngủ, như là làm việc quá độ, như là lạm dụng chất kích thích. Vậy thì làm thế nào để có thể tránh những cái tác hại này và giúp cho bộ não, hệ thần kinh của chúng ta khỏe mạnh thì mình sẽ tìm hiểu ở phần cuối của chủ đề, đó là vệ sinh hệ thần kinh. Trước hết, ở đây thầy có một vài cái bức hình cho chúng ta.
Thì rõ ràng chúng ta nhìn vào hình này thì mình đã định hình rằng được rằng giấc ngủ nó vô cùng quan trọng. Và khi thiếu ngủ thì mình sẽ trở nên khổ sở như thế nào? Khi chúng ta ngủ, hệ thần kinh chúng ta được nghỉ ngơi và nó tái tạo lại cái khả năng làm việc. Do vậy, nếu chúng ta không ngủ thì gần như cơ thể chúng ta sẽ suy kiệt dần dần. Đặc biệt là chúng ta cần ngủ hơn là cần ăn. Do vậy thì mình phải làm sao để ngủ ngơi cho hợp lý. Một trong những cái tác nhân mà gây mất ngủ đó là chúng ta làm việc quá sức và chúng ta ít ngủ. Hoặc là chúng ta sử dụng những chất kích thích. Còn với học sinh thì một trong những cái tác nhân mà gây mất ngủ đó chính là điện thoại. Vì chúng ta cứ nằm, chúng ta xem phim, chúng ta chơi game, chúng ta nghe nhạc, chúng ta lướt Facebook chẳng hạn, thì những cái điều đó, những cái bức xạ từ điện thoại sẽ làm cho chúng ta mất ngủ. Và không ngủ nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của hệ thần kinh và ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Như vậy, rõ ràng giấc ngủ là quan trọng, vô cùng quan trọng. Vậy thì sao? Mình cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý và phải ngủ đủ giấc. Chúng ta ngủ sao cho cảm thấy khỏe. Dĩ nhiên chúng ta không được ngủ quá nhiều, bởi vì nó cũng sẽ làm cho bộ não nó quen với trạng thái nghỉ ngơi và nó không làm việc. Bên cạnh những cái ảnh hưởng từ giấc ngủ thì chúng ta cũng có thể thấy, nếu chúng ta uống cà phê hoặc là trà quá đậm đặc, hoặc là sử dụng những loại thuốc gây mất ngủ thì chúng ta không ngủ được, gây mỏi mệt. Hay là sử dụng các loại chất kích thích như bia, rượu. Những cái thứ này nó cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe hệ thần kinh của chúng ta. Đây là một điều mà chúng ta rất đơn giản rồi, lứa tuổi nào cũng có thể biết được. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một loại tác nhân vô cùng gây hại, đó chính là các loại ma túy. Và ở đây thầy lấy ví dụ như đó là metafetamin, hay là còn gọi là ma túy đá, gây những cái ảo giác và dần dần dẫn đến suy kiệt cơ thể, dẫn đến tâm thần. Có một ví dụ đó rất nổi tiếng, đó là ca sĩ Châu Việt Cường mà sử dụng ma túy đá cùng với bạn gái. Thì trong cơn ảo giác, anh ta lầm tưởng bạn mình là ma quỷ, nên thành ra anh lấy rất nhiều tỏi nhét vào miệng của cô gái, khiến cô này ngạt cơ học và tử vong. Và một cái điều đau khổ nữa đó là con anh ta còn nhỏ, mẹ anh ta ngay sau đó bị mất vì tai nạn tàu hỏa. Hội đồng xét xử đã quyết định giảm cho anh ta 2 năm tù giam so với bản án ban đầu, đó là còn lại 11 năm tù giam. Chúng thấy đây là một ví dụ rất đau lòng và thực tế cho chúng ta. Thực ra còn rất rất nhiều ví dụ khác nữa, và chúng ta có thể tìm được trên mạng rất nhiều về hiện tượng đó là tác hại của các chất ma túy. Cho nên chúng ta rút ra được một kết luận, đó là gì? Những chất kích thích thì nó vừa gây mất ngủ, và khi gây mất ngủ thì nó sẽ tàn phá các cơ quan của chúng ta. Não bộ, hệ thần kinh là nơi điều khiển, do đó nếu như nó không được nghỉ ngơi thì nó sẽ tàn phá toàn bộ cơ thể. Do vậy thì chúng ta phải cần tránh sử dụng, hạn chế những cái loại chất kích thích thông thường như là trà, là cà phê, là bia rượu, và đặc biệt là ma túy thì chúng ta không được sử dụng đến, không được thử dù chỉ một lần. Bài học hôm nay đã kết thúc. Thì trước khi hết bài, thầy có một chút xíu cho chúng ta, đó là chúng ta ít nhất phải phân biệt được cho thầy rằng phản xạ nó gồm hai nhóm, đó là có và không có điều kiện. Phản xạ không điều kiện là những phản xạ bẩm sinh, ý thức chúng ta không tự biết được. Còn những phản xạ có điều kiện là phản xạ mà phải trải qua học tập, trải nghiệm và chúng ta ý thức được điều đó. Do vậy chúng ta phải hình thành những phản xạ tốt và ức chế những phản xạ không tốt. Để có hệ thần kinh khỏe mạnh thì chúng ta cần ngủ đủ giấc, cần làm việc hợp lý và phải tránh các chất kích thích, đặc biệt là ma túy. Bài học cũng như chủ đề đến đây là kết thúc. Thầy cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của các con và nhớ làm cho thầy hai việc, đó là tải tài liệu hỗ trợ của thầy về, và thứ hai là đó là chúng ta hoàn thành bài kiểm tra ở ngay dưới bài học nhé. Chào tụi con.